Mua máy đo huyết áp loại nào? Và Sơn xin chào bà con ha. Trên thị trường thì mình có rất là nhiều thương hiệu máy đo huyết áp. Bên cạnh đó mỗi một cái thương hiệu thì lại có rất là nhiều dòng sản phẩm khác nhau. Thì Hoàng Sơn sẽ hướng dẫn để cả nhà mình có một cái góc nhìn để trước khi lựa chọn mình sẽ dễ dàng hơn. Thì hiện giờ hai cái thương hiệu lớn nhất tại Việt Nam hiện giờ đó là của hãng Omron và hãng Myrolife. Thì hai dòng này thì giá khoảng trên 1 triệu, tức là từ 1 triệu cho đến khoảng 3 triệu. Đó, còn chú anh chị ha, thì hai dòng này thì cũng tương đương nhau. Mỗi một cái thương hiệu á, thì tùy theo sở thích của mỗi người, nhưng mà hai cái thương hiệu này là có được cái trung tâm bảo hành chính hãng tại Sài Gòn và Hà Nội, nên cô chú anh chị mình yên tâm ha. Nhưng mà mình phải mua hàng chính hãng nha, chứ còn hàng trôi nổi, hàng sắp tay thì trung tâm họ sẽ kiểm tra cái số series trên máy. Có thể là nếu mà không phải hàng của hãng thì không có được bảo hành, cô chú anh chị ha. Thì đối với những cái dòng mà cô chú anh chị mình có gọi cho Hoàng Sơn hỏi những cái dòng mà giảm giá còn 300, 500 á, thì thật sự những dòng đó Hoàng Sơn khuyên bà con mình nên cân nhắc cho kỹ. Tại vì á, những cái dòng máy đó có thể không có trung tâm bảo hành, hoặc là không có một cái trung tâm để kiểm định chất lượng ở Việt Nam. Có thể những cái hàng Trung Quốc á, chắc chắn là hàng Trung Quốc nó mới rẻ vậy. Còn những cái thương hiệu lớn như vậy thì giá trung bình khoảng là 1 triệu ha, là những dòng thấp nhất á, của hai thương hiệu này. Thì dòng cơ bản đó, nếu mà như gia đình mình ở quê hoặc là điều kiện kinh tế khó khăn xíu thì mình có thể chọn những cái dòng như thế này, nó cũng rất là bền nha. Hai thương hiệu này đều bảo hành 5 năm. Dòng máy đo huyết áp từ 1 triệu đến 3 triệu đều bảo hành 5 năm như nhau nha. Đó, thì những dòng phổ thông thì nó chỉ đơn giản là đo huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và điểm nhịp tim, cho anh chị ha. Nó ba con số, đo huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và điểm nhịp tim. Đó, thì ông bà mình lớn tuổi cũng có thể chọn những dòng đơn giản như vậy. Bên cạnh đó thì có những dòng cổ tay, thì Hoàng Sơn khuyến khích cả nhà là khi mà mình mua cái thứ hai mà để đi công tác du lịch mới chọn dòng này. Giá tiền nó cũng tầm khoảng 1 triệu hoặc trên 1 triệu. Cô chú anh chị ha, những dòng cổ tay. Đó, thì mình mua thêm thôi. Còn nếu mà đo ở nhà thì nên chọn cái dòng bắp tay để dễ đo hơn và tránh bị sai số nhiều hơn. Còn cái dòng cổ tay do xa cái cổ tay xa tim mình á, cao thấp này nó dễ bị sai số một chút. Chứ còn cái độ chính xác theo tiêu chuẩn là như nhau nha. Rồi, còn nếu mà như mình có điều kiện cao hơn một chút xíu á, mà dòng thông dụng mà nhiều người xài đó là tầm khoảng 1 triệu 500 ngàn. Tức là ngoài chức năng đo huyết áp, điểm nhịp tim thì nó lại có thêm chức năng là kiểm tra tim loạn nhịp và bộ nhớ có ngày giờ nhớ nha. Cái dòng cỡ 1,5 triệu, 1,6 triệu là nhiều người xài nhất. Tại vì dòng đó là tầm khá và nó hầu như đầy đủ chức năng của máy đo huyết áp. Còn dòng cơ bản thì 1 triệu thì chỉ đo huyết áp và điểm nhịp tim thôi. Còn những cái dòng cao cấp hơn cỡ là khoảng gần 3 triệu á, thì cả nhà mình có thể có thêm chức năng là cảnh báo đột quỵ. Đó là dòng cao cấp của hai hãng Myrolife và Omron, và hiện tại là chỉ có hai hãng này mới có cái chức năng cảnh báo đột quỵ và được kiểm định chất lượng. Và khi bảo hành 5 năm nè, trong thời gian bảo hành mình có thể đến trung tâm để mình nhờ kiểm tra lại cái độ chính xác còn hay không, cô chú anh chị ha. Đó. Thì cô chú anh chị mình trước tiên đó, mình nên cân nhắc về cái mức giá và thương hiệu ha. Nếu giá mình phải trên 1 triệu thì mình cố gắng mình tích lũy mình mua cái máy cỡ 1 triệu đi, chứ mình đừng có mua những cái máy 300-400 ngàn, thì nó giống như đồ chơi vậy. Thì mình đo mà không có chính xác thì cực kỳ nguy hiểm nha, và không biết có chính xác hay không nữa. Thì Hoàng Sơn có những cái video hướng dẫn cả nhà mình cách khắc phục lỗi tại nhà, cách lựa chọn từng dòng máy của từng hãng và giá tiền, và review từng sản phẩm luôn. Cô chú anh chị mình có thể xem thêm hoặc là gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn nha. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại bà con mình ở video sau.